Hai các bạn. Bữa nay hai chú cháu đi câu cá mè. Hồi nãy lên con nhưng mà quên bật đèn lát nha các bạn. Giờ bắt tiếp tục lên con khác, mới được 5 phút à. Lên con khác nữa rồi. Ok, cá lên nha các bạn. Đây. Rồi cái thau gì nữa. Đến phần ta gì nữa. Mày nhớ cơ các bạn. Phao, phao mốt hả? À, phao này câu rồi hồi tháng nắng tới giờ mà. Cá hồi này không được bự các bạn, cá này chỉ chừng ký ký ngoài các bạn ơi. Đây, cá bà lớn rồi. Rồi, ok các bạn, nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Lên tiếp các bạn ơi. Vừa mới bỏ con cá vô vỏ nhìn qua mắt phao cần này nữa bạn ơi. Ba con ăn liên tiếp trong vòng 10 phút làm ba con các bạn. Con đầu tiên tiếc quá mình quay mình quên bật đèn lát, mình lỡ rồi thôi mình bỏ luôn, giờ mình quay tiếp con tiếp theo nha các bạn. Nói chung hồ này thì nó bự hơn hồ núi Le các bạn. Đây là hồ sông Mui nhưng mà cá hồ này nó không được to, nó chỉ tầm ký ký ngoài các bạn. Chung hồ này nhiều lắm, nếu mà trúng bầy thì nhiều lắm các bạn. Ok, cá vô tới nha các bạn. Này đi bờ đá cũng hơi khó khăn các bạn thông cảm nha. Ok, cá lên luôn các bạn ơi. Đây. Nó chừng tầm 1 ký rồi các bạn ạ. Hiện tại nói chung cá này nó mới lớn này thôi chứ đợt rồi câu chừng mấy lạng các bạn. Cá này dễ dữ quá. Cá này không mạnh bằng cá hồ núi Le các bạn ơi. Cá hồ núi Le cá mạnh lắm. Vô con cá cũng hơi bị lâu, nhưng hồ này thì nó mau các bạn. Rồi ok, cá này là đẹp rồi. Chừng ký các bạn ơi. Rồi ok các bạn. Nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem.